1900 còn lại không nhớ. Xe chạm sừng do nợ lương nhân viên. Xe bên nào ạ? Vietinlon.
Ở đây nhá. Vâng ạ. À. Một phòng bố lấy một phòng một giường to cho Bông với lại Vinh. Bố với lại Phúc là hai phòng, cái giường. Hai giường nhỏ. Ừ. To rồi.